Bây giờ tôi, chị Tú Linh sẽ dâng tặng đến các thầy cô giáo một tiết mục múa gió đánh đò đưa, múa dương gian đương đại. Vâng, xin mời nhạc. Và sau đây, sau tiếp theo là đến bản đối sơ đầu tiên nhé. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền anh vắng lẽ thênh đời mình. Gió đánh cành bàng, gió đập cành bàng, rừng treo anh hát cô nàng ấy. Gió đánh cành tre, gió đập cành tre, chiếc thuyền nắng vắng lẽ thênh đời nàng. Gió đánh cành bạc, gió đập cành bạc, sừng treo em hát anh chàng anh nghe. Gió đánh đò đưa, gió đập đò đưa, cuối là chỉ mình em biết muốn chàng hay xưa hay là như thế nào. Vâng, tiếp theo là mùa xuân đầu tiên ạ, xin mời.